Sao? Ôi! Bom 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 bom. Piu. Piu 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 piu. Đáp đâu rồi? Hả Lucy, mày mới xăm mình hả Lucy? Em mới xăm. Anh thấy con rồng của em đẹp không? Ok ok. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với channel Bất Bại Đàn Mà chúng đây. Và hôm nay mình tiếp tục cái series Minecraft không được đẹp. Thì có một bạn tên là Cray Channel đã để lại bình luận kêu mình là làm những nhân vật Fairy Tail là được nhất là Fairy Tail đi anh. Thì chỉ trong 6 tiếng mà được 81 lượt like ủng hộ, nên mình quyết định là cái tập này mình sẽ làm những nhân vật của Fairy Tail. Mày nói nhiều đó, quay ra xu à. Mày à, mày cởi áo rồi đó Gray à. Ê con mèo. Ê con mèo. Con mèo của mày bị điên rồi Gray ơi. Ê Natsu ơi. Lucy ơi, anh nhớ em xăm mình có một tay mà bây giờ em xăm hai tay luôn rồi vậy Lucy. Em chê bạo rồi Lucy. Xăm hai tay luôn chứ. Bình thường nó xăm hai tay trên đó. Giọng con Lucy hôm nay hơi kỳ á Natsu à. Anh Natsu ơi. Hello. Ê. Ai cho tôi uống nhầm thuốc hả? Bây giờ mày nói giọng gì hả? Khàn. Quỷ Lucy kìa. Anh Natsu ơi, cùng em cái ơi. Hả? Ừ. Đâu rồi, mình chưa sờ mó sờ nhau tí đi Ray. Ê. Ê. Ê, con mèo happy này phản chủ hả cô? Đúng rồi. Thấy mày không được rồi đó nha. Thôi, tản ra, chạy. Tản ra. Cuộc chơi bắt đầu. Ơi, đi. Đâu rồi? Đi. Hello. Đi cho biết hả? Đi party hôm. Nó bị gì rồi, nó bị hát giọng rồi. Người đàn bà với hai hòn cà. Người đàn bà với hai hòn cà. Nó quýnh nhau hả ta? Để coi coi, mình để mình coi bọn nó quýnh nhau. Mình phải tìm cái xuống dưới. Con một đêm mà kìa. Gì vậy ba, thấy lâu content gì vậy? Ha. Bây giờ sao ra đi? Tìm sao được. Nhầm. Ai đây? Úp má. Để tôi coi mấy ông ở đâu rồi. Mấy ông đâu rồi? Nghe văng vẳng tiếng la. Ở đây cho thật nè. Ôi, thấy được ai đó. Ta thấy được ai đó ngay đây. Nghe đây nè. Lucy đứng lại mày. Nào, chạy lon ton như vậy. Ôi con mèo. Ồ nó. Mèo chạy ơi. Con mèo cũng đồ mạnh lắm á. Dở khoảng rồi. Mày đồ mạnh lắm hả? Người vơ lơ. Chú yêu ơi. Bây giờ thay vì mình sẽ chạy vòng theo mấy thằng kia thì mình sẽ đi set up cái chỗ trận chiến cuối cùng ở đây. Cái gì vậy? Happy go. Sao? Ôi. Ủa sao ít máu vậy? Sao sao ít máu vậy? Sao nó xuống ít máu vậy? Bắn hai cái chết rồi. Ê, con mèo. Ơi, cố lên, Happy ơi, cố lên. Con mèo đâu? Mèo đâu?
Mèo đâu? Con mèo cầm kiếm kim cương đó. Kiếm kim cương á? Ừ. Ôi. Ê. 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 Đúng rồi. Ê. 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 Xuống rồi. Mèo đi đường nào vậy? Mèo đâu? Mèo đâu? Assassin's Creed. Ấy. Chúng tên rồi. Ao. Mèo. 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 Trời ơi, mèo có thuốc luôn. Ê. 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 Đừng qua đây. Ê. 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 Mèo có táo vàng rồi, mèo ăn vàng quá. Ê. Ôi mèo có táo vàng. No. Ê, biến đi. Gây có bông lửa nha, chạy đi. Đi đi. Đừng có bông lửa. Đi chịu bông lửa nha. Cứu, cứu. No, no, no. À, chết bầu. Gì vậy? No. Gì? Lâu lâu nào mày ơi. Rồi. Ê ê. Ê ê. Ê ê. Ê. Trời ơi, cái này căng quá. Ê. Ê 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